nay sẽ làm một cái lễ cưới rất là đặc biệt ở ngay tại bờ biển, và mọi người sẽ cùng với Khang khám phá không gian của lễ cưới này nhé. Ở mỗi bàn này á, mọi người sẽ thấy nó đều có tên hết. Ví dụ như là bàn này là bàn tình duyên, bàn này là bàn hội tụ, bàn này là bàn nụ cười, bàn này là bàn. Và trên mỗi cái bàn nó sẽ có con số thì nó sẽ lại vừa ngồi. Trong đây nó có một cái lời viết của sư ông Thích Nhất Hạnh. Đặc biệt nha. Ở đây là một khu vực rất là đặc biệt. Mọi người sẽ xem tên của mình, sau đó mình sẽ lấy cái ly tương ứng. Thì ở mỗi cái ly mọi người lấy ra, nó sẽ có tên của bàn và số thứ tự mà mình ngồi ở cái bàn đó. Lễ cưới của Angelo và Mika là một lễ cưới rất là đặc biệt, một trong số những lễ cưới mà mang nhiều cái cảm xúc nhất cho Khang khi trở thành người dẫn chuyện, người kết nối cái câu chuyện đặc biệt hôm ấy. Thì mọi người thấy trong hình đó là lễ Hằng Thuận diễn ra một ngày trước lễ cưới bên bờ biển. Lúc này thì cô dâu và chú rể chọn hai cái màu áo đỏ, và theo quan niệm của người Á Đông là áo đỏ là áo may mắn, được may bởi nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu là em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và dàn phù dâu phù rể trong lễ Hằng Thuận này đến hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới đã có mặt. Sư thầy trong hình mọi người thấy đó chính là cha của cô dâu. Ông đã đi xuất gia và ông đã chuẩn bị một cái lễ Hằng Thuận rất là ấm áp với sự tham dự của tất cả họ hàng, bạn bè và những cặp phù dâu và phù rể đang bưng đến 11 cái khay tráp. Những phần nghi lễ được diễn ra đậm nét Á Đông đã mang đến cảm xúc cho rất nhiều người, đặc biệt là bài phát biểu của cô dâu và chú rể. Vào tháng 12, 2014, giai điệu Miracles in December được nâng lên để chứng kiến cho khoảnh khắc lời tỏ tình từ chàng trai bày tỏ thiết tha đến cô gái. Một tình yêu thuở đầu non nớt, ngây thơ và trong trẻo làm sao đã được bắt đầu như thế nào, một lần nữa lại được ngân vang, đánh dấu cho hành trình 10 năm yêu thương, kết tụ thật trọn vẹn sự thấu hiểu, đồng hành, tin cậy và sẻ chia. Và hôm nay, người bố ấy trong một áo thật đặc biệt đang đưa con gái Mika tiến vào lễ đường. Xin quý vị hãy giơ cao những con hạt giấy để cùng chúng tôi hòa quyện vào khoảnh khắc thật thiêng liêng này. I remember who each of you were when I first met you. I can see how much you've changed and how in some ways you stayed the same. I love how you often remind me of how capable I am. And most of all, I love that we grew up together. Lễ cưới được diễn ra khá là lãng mạn ở bên bờ biển Đà Nẵng. Angelo và Mika đã có thời gian yêu nhau gần 10 năm. Cô dâu có một ước mơ, đó là vào cái ngày cưới của mình sẽ được cha của mình sẽ nắm tay vào lễ đường. Và chính vì thế mà mọi người thấy là mặc dù đã xuất gia, nhưng ông đã sử dụng một cái khăn cát tường màu vàng để dẫn con gái vào trong lễ đường, ngụ ý là cái sự may mắn và chúc phúc mà người cha ấy dành cho con của mình. Cô dâu và chú rể có một cái phần phát biểu đầu vào rất là dài nhưng mà rất là nhiều cảm xúc. Họ chia sẻ về những cái khoảnh khắc mà cả hai cùng với nhau đã trải qua trong suốt 10 năm, có những ngọt bùi, có cả những cái kỷ niệm khó quên và cả những lời hứa sẽ thực hiện cùng với nhau trong hành trình tiếp theo của cuộc đời. Lễ cưới được diễn ra rất là ấm áp, sang trọng và pháo hoa thì bay ngập trời của biển Đà Nẵng đêm ấy như là một lời chúc phúc gửi đến cho tất cả những khách quý đến từ nhiều châu lục trên thế giới. Khang cũng rất là hân hạnh là người dẫn cái sự kiện này, và Khang cũng mong rằng hạnh phúc sẽ thật bền chặt với Angelo và Mika để luôn bảo bọc, đồng hành và gắn kết cùng với nhau. Đây là một trong những cái lễ cưới mà thiền bí ẩn nhất mà Khang có cơ duyên may mắn được dẫn sự kiện này. Chuẩn bị nha. 1 2